các bạn, mình tên là Nguyễn Lệ Huyền. Hiện tại mình là CEO Viện Thẩm Mỹ Spa Eden. Với kinh nghiệm hơn 8 năm trong nghề, spa của mình chuyên về làm phun xăm thẩm mỹ, điều trị da, công nghệ cao và có các máy móc hiện đại chuyên điều trị về nám mảng, nám chân đinh, nám nội tiết tố, bớt, chàm. Lâu năm có thể là bên mình sẽ làm đẹp và đem đến cho các chị em một làn da như mong đợi. Chuyên về phun xăm thẩm mỹ, sợi hơi trót, chân mài phong thủy. Qua một liệu trình trị nám ở Eden Spa thì chị có cảm nhận thì trước đây thì chị bị nám mảng đã 7 năm rồi. Nhưng mà qua một liệu trình điều trị nám ở Eden Spa thì chị có cái cảm nhận cái da mình nó được tái tạo hơn, nó trắng rõ nét hơn và nó cũng có cái sự đàn hồi và rất là khỏe mạnh và rất là tự tin. Thì sau khi điều trị á thì bên Eden Spa có giới thiệu cho chị một cái bộ sản phẩm Dermaliner gồm có 4 hộp. Đó, theo sự hướng dẫn của nhân viên thì chị đã trình tự sử dụng 4 cái hộp sản phẩm này. Từ đó nó đã đem lại cho chị một cái làn da sáng và khỏe hơn, cho nên chị cũng tự tin trong cái công việc và giao tiếp. Nói chung thì chị làm việc ở trong cái môi trường xã hội, tiếp xúc với người dân rất là nhiều, cho nên là chị cũng cảm thấy tự tin hơn khi đến với Eden Spa, mang lại cái cảm giác rất là thoải mái và cũng không có lăn tăn gì về trong cái vấn đề gì về da nữa. Nói chung là chị rất là tự tin và rất là ok.